Chào anh em, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người cách nhận 50 token Odel nhé. Token Odel tương đương với giá hiện tại nó báo là tầm 50 đô, nhưng không biết được không. Cái ví này, cái token này sẽ chạy trên nền tảng Binance Smart Chain BSC. Nhiệm vụ đầu tiên là sẽ cần Twitter, Telegram và một cái ví BEP20 BSC thôi. Người kích vào cái phần link dưới phần mô tả nhé, để phần dưới mô tả đây. Khởi động nó lên. Kinh lên nha. Hiện tại nó round 2 rồi, round 1 thì ai đã chiến được thì chiến rồi. Cái ví BSC này mọi người có thể set up ở trên MetaMask nhé. Đây. Nhiệm vụ là cần phải follow Twitter của nó đây. Mình kích lại nhé. Follow Twitter của nó đây. Twitter này, retweet link này, retweet link của nó. Thì retweet link ở đây là cái follow Twitter của nó nhé. Mọi người kích vào mở tab khác này, mở cái link link của cái retweet này nữa, mở luôn một thẻ luôn. Sau đó nhập cái tên đi, nhập cái từ của mình vào đây. Này cũng khá hot nhé, năm nay kiếm về lúc tương đương đấy. Đây nhá, mọi người kích follow thôi. Như listing này, chuẩn bị listing xả mới đây. Nó nhập cái hồ sơ của mình vào vào phần hồ sơ. Copy vào được. Sẵn đây. Đây, có sẵn rồi. Copy vào đá cầu nhá. Còn đi tuyết linh thì mình đây nó yêu cầu đi tuyết cái linh này tức cần đây con chắc hiện tại nó sẽ dùng ở trên may ở giống như Zapepan nhé. Mọi người có thể đi con chắc bạn được để mà lấy linh đi tuyết, mọi người cần phải thêm một vài từ vào đây đấy thì mới tí mới lấy được linh nhá. Nó quay lại hồ sơ là lấy được linh đi tuyết luôn. Kích vào cái phần ngày tháng, kích chuột phải, kích vào sao chép địa chỉ liên kết và quay lại form này điền vào đây, bấm next. Đây tiếp theo là nhận zone Telegram của nó nhé. Twitter đã xong, nhiệm vụ chỉ cần có thế thôi nhé. Đây Telegram thì mọi người kích vào cái phần này và vào setting nhé. Đấy phần username này, cái username này mọi người có thể tự đặt được. Nếu ai mới lập thì sẽ chưa có đặt, chưa có đấy, mọi người sẽ tự đặt vào nhé, tự vào cài đặt setting. Đã vào đấy. Bấm next tiếp theo nhé. Reddit. Còn đâu Reddit nữa. Đấy, kích bấm follow được. Sau đó kích vào cái phần thu hồ sơ này. Để lấy điền username của mình vào nhé. Copy đấy. Một A cộng này. Sau đó username của mình lại next. Điền VPF2 mọi người thêm vào chút wallet hoặc là Safepan nhé. Ví này lập dưới đơn giản trên điện thoại thôi, mình dùng ví MetaMask cũng được. Đây MetaMask mình đã cài PC vào, mọi người cũng có thể cài đấy. Thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người cách cài vào nhé. Setup PC trên ví MetaMask cũng submit. Như vậy là xong nhé. Giao 2, giao 1 thì đấy. Đây đường link mời của mình nhé. Mình mời của mình sẽ để phần mô tả, mọi người có thể đăng ký tham 2.